Alo, chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một cái file tính toán cấu hợp đơn. Thì mình sẽ làm về cấu hợp đôi và cấu hợp ba ngăn, hai ngăn và ba ngăn sau. Bây giờ thì mình trước mắt thì mình sẽ giới thiệu file cấu hợp đơn, một ngăn trên móng cọc bê tông cốt thép. Đấy. Thì bình thường thì chúng ta sẽ làm móng cấu hộp trên móng gọi là đất nền đất tự nhiên. Và cả cọc tre thì mình đã giới thiệu rồi. Thì bây giờ mình lại sẽ giới thiệu thêm một cái loại nữa là cống hộp trên móng cọc bê tông cốt thép. Đây, phái tính thì mình sẽ giới thiệu phái tính. Về cái cách mô hình thì mình sẽ nói sau. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu về cách sử dụng phái tính theo tiêu chuẩn 18-23-2017. Thì ta đi vào phái tính như sau. Đầu tiên là các tên thông tin về dự án chúng ta nhập vào người kiểm tra, thì ngày tháng chúng ta nhập vào đây. Chúng ta nhập kích thước đấy, cái kích thước B H chiều cao đường cống H, chiều cao đường cống B, chiều rộng đường cống và chiều cao chiều dài bản nắp T, chiều dài bản nắp và bản tên đỉnh nhái đỉnh này và chiều dài bản sườn là hai bên sườn này, T kép này, chiều dài bản đáy là bản dưới này. Thì đối với móng cọc bê tông cốt thép thì cái bản đáy nó sẽ từ từ nó sẽ dày hơn các cái bản, chiều dài của từ bản đỉnh và bản sườn là sẽ dày hơn. Và khi mà sử dụng móng cọc bê tông cốt thép thì nó phải lực cắt ở tại vị trí phía hai bên mép bàn là lớn. Đấy. Cho nên là chúng ta phải yếu tố đảm bảo chịu cắt là không quan trọng. Còn moment thì đối với moment thì chúng ta đặt móng cọc ở vị trí hai bên mép này thì moment nó cũng sẽ không lớn lắm. Khi mà móng cọc chúng ta để giữa thì moment sẽ lớn, nó ùa lên lớn. Tuy nhiên là chúng ta để gần hai bên mép này thì không lớn. Cho nên là yếu tố chúng ta cần lưu ý đây là lực cắt là không một điều yếu tố lưu ý khi trong này. Ok, tiếp theo là vắt lòng cống, là chúng ta có vùng vắt cho dây vắt này là 15 cm. Bề rộng cống thì nó tính chúng ta bề cống từ mép này đến mép này ra ngoài này, và bề rộng móng mở rộng mỗi bên là chúng ta thấy là đây, từ cái mép ngoài này đến mép mất mà này của móng bên mở rộng mỗi bên, bên mở rộng mỗi bên thì đây là, và bề rộng móng cống thì nó tính là toàn bộ móng ra đây từ mép này đến mép này, chiều dài tầng mặt thì có được đây, lớp phủ chúng ta có được thì là chúng ta có tầng mặt tầng móng này nhập vào, rồi chiều cao đất đắp trên cống này là nhập vào đất đắp trên cống. Rồi cái này hát phủ, lớp phủ thì chúng ta phủ trên cống này, rồi từ số đáy cống của chúng ta chiều dài bê tông lót này và bê tông lót móng thì chúng ta nhập chiều dài bê tông lót vào đây, rồi bề rộng bê tông lót ra ra một bên đây, đây. Đây mình chỉ bằng đây chúng ta nhập vào có thể nó bằng bê mở rộng luôn, thì đây đây ví dụ nó bằng bê mở rộng luôn, đây, các bạn có thể lưu ý nhập vào đây. Đấy, bề rộng mở rộng ra là từ mép này đến mép ngoài của cái bê tông lót. Tiếp theo là bề bê tông thì chúng ta chiều dài cống tính toán thì nó chúng ta khi chúng ta cái này là nó màu đỏ thì nó tự linh không, màu đỏ chúng ta nhập vào, còn màu đen thì chúng ta không nhập vào, nó tự tính toán chúng ta. Đấy, thì chúng ta nhập cái này nó tự tính toán chúng ta ấy. Khi mà chúng ta nhập như thế này thì nó sẽ linh lên chúng ta. Đây là cọc bê tông cốt thép, chúng ta nhập kích thước cọc vào đơn vị sang ti. Cái này thì cọc vuông thì lấy bằng đây luôn, chúng ta khoảng cách cọc theo phương ngang đấy, A nó khoảng cách cọc theo ngang là A khoảng cách A này đấy, là khoảng cách cọc theo phương ngang. Chứ còn khoảng cách cọc theo chiều dài cống, tức là theo cái đơn vị chiều dài của cống thì chúng ta bố trí khoảng cách bao nhiêu, đây là A, còn chiều dài là theo phương chiều dài của cống thì nó khoảng cách các cọc theo phương chiều dài cống là S. Chúng ta nhập vào chiều dài cọc bê tông cốt thép, chúng ta nhập vào đây
tức là chiều dài cọc từ cái phần đỉnh cọc cho đến mũi cọc. Rồi chúng ta nhập các thông số vật liệu về bê tông này, cầu áo đường này, trọng móng này, rồi đất đắp lên cống này, rồi độ ma sát đất đắp này, ma sát đất đắp vào thành cống này, rồi phương ngang đất đắp phương ngang này. Hai cái này thì thường là 0,90 này, mặt lưu ở đây thường thường 0,90 này. Từ trường hợp còn là cái này chúng ta nhập vào, không có màu đỏ chúng ta nhập vào. Đây là chúng ta chọn tải trọng xe thiết kế. Đây chúng ta sẽ chọn cho tải H3 hay 0,65 này, hay là 0,5, ta chọn vào đây. Okay. Tiếp theo là chúng ta sẽ khai báo như bình thường, như các file khác thì chúng ta sẽ khai báo là đây là cường độ nén của bên trong này. Ok. Đây là 28 ngày. Chúng ta nhập E, có thể nhập E vào E tự tính chúng ta. Rồi, lớp bảo vệ bên trong chúng ta nhập vào đây. Rồi, thép, có thép chúng ta nhập, cường độ của thép chúng ta dùng vào đây. 500 hay 400 hay 300 hay thường thường chúng ta dùng 2.400 này. Chúng ta nhập vào đây. Rồi, mô đun của thép. Rồi, ok, đây là các lý thuyết về tính toán. Trạng thái. Ok, tiếp theo. Tính toán toàn bộ là tự động tính toán chúng ta này. Với DC này phần mềm tự động tính này, chúng ta sẽ dùng phần mềm là MidasCV. Chúng ta tính mô hình tính toán. Phần mềm DC là tự tính, còn EV, TVKF, ở đây là trọng lượng đất này, trọng lượng của lớp phủ này, rồi trọng lượng nước này, tính toán chúng ta. Rồi tính toán hợp tài. Toàn bộ đây là tính tự động tính toán hợp tài chúng ta. Cuối cùng thì dưới này nó có kết luận chúng ta là DC phần mềm tính này. Ok, đây là cái A link từ trên kia xuống này, EV này, DVK này. Đây là tải xe nó tính từ trên kia, nó chọn nó link xuống đây chúng ta. Rồi làm nó link chúng ta. Rồi áp lực ngang đất này. Đúng. Rồi đây là áp lực ngang do hoạt tải. Đây là sơ đồ phân phối các lực. Rồi tiếp theo, khi mà có các lực này thì thêm các lực này nhá, thì bây giờ chúng ta sẽ mình sẽ có cái thao tác là cái này mình chuyển vào đây. Đây là các lực tác dụng nhá. Rồi tiếp theo là đây, đây thì nó sẽ tính toán chúng ta, nó sẽ tính toán chúng ta là các lực tác dụng lên cọc chúng ta. Đây, đây là các công thức nó tính toán chúng ta. Đấy, tự động tính toán mình nhà dùng các công thức tính toán đây. Rồi tính toán chúng ta theo trạng thái dạng cường độ và trạng thái dạng sử dụng MHV. Ok, rồi nó tính toán chúng ta phản lực trong cọc. Đã có đây tọa độ cao không, tự nắng tự tính toán chúng ta. Chúng ta khai báo tất cả các thông số kích thước ở đây, ở bên này toàn bộ thì nó sẽ tự động tính toán ra cái này, và cuối cùng nó sẽ xác định được nội lực được dập trong cọc có thể là hai chát sử dụng. Mình sẽ tôi động cái này một chút. Trạng thái dạng sử dụng và trạng thái dạng cường độ cho cái cọc 1 và cọc 2. Đấy. Rồi khi mà có cái các cái nội lực được dập trong cọc này thì ở trong này, ở đây thì nó sẽ, đây thì mình sẽ nói sau, nhưng mà mình sẽ nói phần đây là nó sẽ có cái lực dọc trong cọc mắc đấy. Nó lấy là lực dọc trong cọc mắc ở đây để nó kiểm tra xem mà sức chịu tải của cọc đã đảm bảo chưa. Đây cái này chúng ta sẽ tính sau. Cái này thì nó lấy từ đây, từ mắc trong cọc cái này. Đây mắc đây là 547,61. Nó lấy chúng ta. Rồi nhất kiểm tra chúng ta từ cái này. Cái này mình sẽ nói sau. Ok, đây là cái phải tính nội lực cọc. Rồi tiếp theo là việc nó đính độ lún cọc chúng ta, độ lún móng cọc chúng ta. Độ lún móng cọc chúng ta thì chúng ta đây, chúng ta có đấy thì cái này đó, cái này là chúng ta khai báo đây này. Khi mà chúng ta khai báo các lớp đất ở đây này, đây nhá,
thì mình nói về cái file này nhé. File này là đây là chúng ta có cái này là nó tự link chúng ta này. Đấy, là một phần có màu đen tự link chúng ta. Chúng ta nhập một cường độ bê tông tân cọc vào đây này. Rồi trong riêng vào đây. Rồi cái này là tự link chúng ta. Rồi chúng ta được cao độ của đáy móng vào đây. Đấy, cao độ của đáy móng chúng ta nhập vào đây. Đấy, cao độ của mỗi cọc tự link chúng ta và cao độ mặt đất tự nhiên chúng ta nhập vào đây. Rồi các hệ số này là hệ số trong tiêu chuẩn rồi. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ nhập các cái lớp đất. Đấy, đây là một số 1 từ một lớp cát, 2 từ một sét. Đấy, đây là đất. Đấy, chúng ta chọn đây số 2 thì nó là sét mà đây số 1 là nó là cát. Đấy, chúng ta lưu ý thì chúng ta sẽ nhập các lớp đất vào đây, lớp đất mà cọc đi qua, cọc của chúng ta đi qua đấy. Đấy, lớp đất mà cọc mỗi cọc từ phần này định cọc nó đi qua các lớp đất nào chúng ta nhập vào đây. Đây là cao độ định của đá định cọc này, này đáy bệ là cao độ đáy bệ này, này cao độ định cọc. Rồi chúng ta sẽ nhập các lớp đất mà cọc đi qua, ví dụ như đây, ví dụ như đây cọc đi qua một lớp đất ở đâu đây này, mình sẽ nhiều nhiều lớp đất mà cọc đi qua như này nhé. Nhiều lớp đất, ví dụ lớp đất đây là số 1 ở đây. À, lớp đất này là lớp đất ký hiệu của lớp đất máy thì chúng ta nhập vào đây. Lớp đất rồi tên lớp đất và loại đối với đất đất dạng gì, ví dụ đây là đất sét thì mình nhập số 2 vào đây. Rồi cao độ của đấy, cao độ của đây, cao độ ở đây thì chúng ta tương ứng với chỉ số n FPT nhé. Đấy, chúng ta có biểu đồ FPT, khi mà chúng ta có biểu đồ FPT này, ví dụ như biểu đồ FPT này nguyên lý này, hình dạng như này, ví dụ như thế, thì khi mà nó từ đây đến đây thì chúng ta sẽ đo cái chiều dài từ đây hai cái đỉnh này với nhau, chúng ta đo, chiều dài hai đỉnh này, thì đây chính là chiều dài của cái khoảng này, chúng ta sẽ lấy cái thông số ở trên này, mình nhập cái này trừ cho cái khoảng này, tôi đo được từ hai cái đỉnh này, ví dụ mình đã loại đo hai cái đỉnh này trước, đấy, rồi. Còn lớp đất này mình lại đo hai cái trong lớp đất này mình đo đấy. Đấy. Thế thì mình nhập là trừ đi cái khoảng này, khoảng mình đo được này là đơn vị là mét, mình từ ví dụ đây là 39 cm thì mình nhập từ đây là 0.39 trừ 0.39 ví dụ thế. Ta mình nhập chỉ số FPT ở vị trí này vào đấy. Mình nhập đây là vị trí 2 thì mình nhập 2 vào. Đấy, tiếp theo vị trí tiếp sau thì ví dụ như trong lớp đất này thì nó đang lớp đất hai này, mình đất cùng một lớp đất, ví dụ đây là xét thì mình nhập số 2, đây số 2. Đấy, ví dụ đây là 49 thì mình sẽ lại nhập đây là từ này từ 0.49. Ví dụ từ đây mình lại đo xuống trong cái lớp đất này, đấy, lớp đất này nó là 0.22 chẳng hạn. Nhà từ 0.22 đấy. Xuống thế này, ví dụ xuống thế này thì lớp đất khác rồi. Đây là lớp đất khác rồi, ví dụ đất sét cát chẳng hạn, nhập số 1. Tương tự chúng ta nhập là nó trừ bao nhiêu, chúng ta đo chiều dài chúng ta trừ bao nhiêu và chúng ta nhập số FPT vào đây. Ví dụ đây là 2, đây là 3, 2, 3, đây là ví dụ đây là 4, ví dụ là thế. Ta nhập chỉ số FPT tại các vị trí nào vào, đây mình để giữ nguyên. Ok, thì chúng ta nhập cao độ này, tập số màu đỏ này chúng ta nhập vào và chỉ số FPT chúng ta nhập vào. Thì đây mình lưu ý là các bạn nhập khi mình nhập đến đây nhé, đây là mũi cọc của chúng ta này, lưu ý là cái phần này là bao giờ cũng là mũi cọc này. Đấy, chúng ta không được ẩn cái phần này đi, chúng ta chỉ ẩn phần giữa đi. Thì các bạn lưu ý này, khi các bạn nhập đây này đến đây thì ví dụ đến mức khoảng ở đây thì ở đây là mũi cọc rồi, thì các bạn phần giữa này các bạn không có, vì đây là âm 20, đây là âm 21 là hết, thì ở giữa này các bạn không nhập vào gì thì các bạn ẩn đi. Hãy ghi các bạn là không ăn không đập vào gì, các bạn để bằng không nhé, để các số này bằng không, mà cái này có thể là không hết
Đấy, cái này để không điền gì vào đây. Thì ví dụ đây các bạn không điền gì thì các bạn ấn đi. Đấy các bạn ấn đi. Đấy, thì phần mũi cọc là phần cái lượng đất thì các bạn người đánh đúng lượng đất này. Đấy, thì đây là cao đúng mũi cọc link từ trên này xuống. Đấy, còn mình để cái này thì các bạn nhập có thể là nhập nhiều hơn số khác hơn. Ví dụ các bạn nhập lên đây xuống đây chúng ta vẫn còn nữa thì các bạn nhập lên tít tay chẳng hạn. Đấy, đây là mũi cọc. Còn đây các bạn nhập có một quá trình nó từ đỉnh cọc nó xuống bao nhiêu thì các bạn cứ nhập thật này. Mình nhập chỉ số FPT đây rồi nó tính toán chúng ta là chiếc kháng thân cọc này. Rồi nếu các bạn ấy thì ví dụ đây nó có những cái bạn insert thêm, nếu mà nó thiếu thì các bạn có thể insert thêm, kết quả đây có insert thêm. Đó. Các bạn kéo không cùng thúc đẩy các bạn kéo xuống, kéo xuống đây, kéo xuống đây cho mình. Đấy, kéo xuống. Đấy, kéo cái này xuống. Đấy, ví dụ thiếu các bạn vào thu xuống này. Đấy. Tuy nhiên là không thiếu thì các bạn có thể là để thể đấy, đấy. Rồi thì kháng thân cọc này, rồi kháng mũi cọc này, rồi thêm sức kháng thấm đất nền này, rồi sức kháng theo vật liệu này, rồi đấy, chọn hai min hai này là sức kháng thì sẽ kiểm tra sức chịu tải được này, đây là hệ số an toàn của sức kháng tự sức kháng đất sức chịu tải cọc thân nền và cái lực dọc của cọc. Ok, khi mà chúng ta nhập các thông số ấy rồi thì đây lớp đất thì nó link từ bên kia sang, đây là các lớp đất. Đây, đây chiều dài nó cũng link bên kia sang. Đấy, chúng ta có chiều dài đây, hạng y đây, thì bên này nó link từ bên này sang chúng ta chiều dài này. Đây có chiều dài đây, nó link đây sang chúng ta, link chiều dài sang đây, đấy, nó link sang, đấy, nó link sang. Đấy, còn giữa này các bạn không có, ví dụ các bạn chiều dài lên không thì các bạn đã làm đi. Không có thì các bạn ẩn nó đi hai à, các bạn thì phần nào có thôi, mình cắt đôi chắc để các bạn thấy. Đấy, đây là không nhé, không có thì các bạn ẩn đi nhé. Các bạn nhập các thông số vào trong đây, là các bạn nhập góc độ ma sát của cái lớp đất đất các bạn này, lớp đất có chiều dài 1 mét, ví dụ đây là góc độ ma sát của lớp đất này này, lớp đất này này, lớp đất này, các tự bạn nhập góc độ ma sát này, rồi trọng lượng riêng của lớp đất các bạn nhập vào đây, này, góc độ ma sát và trọng lượng riêng các bạn nhập vào đây, này, có lớp đất nào thì các bạn nhập vào đây, các thông số màu đỏ này là các bạn nhập vào, ok nó tính các bạn là góc độ nội ma sát trung bình, góc độ ma sát trung bình. Góc độ ma sát trung bình là tính toán chúng ta. Và đây nó tính chiều dài của cái đáy móng thuộc đáy móng quy ước. Mũi cọc thì nó thể là tính chiều dài của đáy móng ở khối đáy móng quy ước B và chiều rộng khối móng quy ước nó tự động tính toán chúng ta. Rồi nó tính toán là trọng lượng đất và bê tông từ đáy móng trở lên này, rồi trọng lượng đất từ mũi cọc đến đáy móng này. Rồi trọng lượng cọc này. Này. Tại trọng tại đáy móng này. Moment liên chúng ta này, moment. Và tính toán chúng ta là kẹp x này, kẹp y này. Rồi diện tích đáy móng quy ước này. Đường móng quy ước là khối móng ở dưới mũi cọc này. Đấy. Là khối móng quy ước. Đây, toàn bộ nó tự động tính toán chúng ta chỉ nhập phần màu đỏ thôi, thì đây nó tính toán chúng ta là đây là p max, p min và p trung bình, và đây là sigma bản thân à, là sigma bản thân, và đây là sigma gây lún và tính độ lún chúng ta à, thì đối với tính độ lún này thì các bạn mình lưu ý cho mình là bạn sẽ nhập e 0 này,
là mô đun nén ép của lớp đất ở dưới mũi cọc. Đấy, cái lớp đất ở dưới mũi cọc là lớp đất ở dưới mũi cọc này này. Đấy, là mô đun. Bạn đặt vào E của cái lớp đất ở dưới mũi cọc là E hay không, là mô đun biến dạng không nửa ngang. Rồi ở đây các bạn xem xét ở đây nữa là tức là tính toán như thế này chúng ta rồi thì nó link sang đây rồi, cái này một màu đen là tự link rồi. Rồi thì các bạn xem 1,12 này thì nó nằm ở nó vào giữa khoảng nào, ví dụ 1,12 nó lớn hơn 1, bé hơn 1,5 thì bạn gõ 1 và 1,5 ở đây. Đấy, 1,5. Tiếp theo các bạn ta cái dòng là 0, VKM này, đấy, Omega M này. Đấy, nhập các bạn nhập từ với vị trí 1 là 0,95, bạn nhập 0,95 ở đây. Và 1,5 này là 1,15 các bạn nhập ở đây. Thì nó sẽ nội suy cái giá trị là omega m này chúng ta, và nó lên sang đây chúng ta, lên sang đây là tính toán chúng ta đây, rồi nó lên sang đây tính toán chúng ta đây. Ví dụ như các bạn có ví dụ đây, mình ví dụ nhá, đây là tính năng bằng 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 2,5 chẳng hạn, 2,4 chẳng hạn. Đây ví dụ như tính năng 2,4 chẳng hạn, mình nhập 2,4 ví dụ như đây, 2,4 ví dụ này 2,4 nó lên thẳng 2,4 thì bạn nhập đây là đây là giữ khoảng 2,4 nó giữ khoảng là 2 và 3. Đây là 2 và 3, 2,4 nó lớn hơn 2 và bé 3. Bạn nhập giá trị đây là omega 10 là đây là 1,3 và đây là 1,53. Đấy. Thì lên tính ra cái này chúng ta mà lên thẳng đây. Đấy. Chúng ta còn chết lại để công thức nó tự linh động, tự động lên. Đấy, nó tự động tính chúng ta đây. Lên sang đây, đăng nhập các số này vào, đây là tổng số A và đây là VKM, tự động chúng ta không lên vào đây. Thì sau khi tính độ lớn thì nó tính sẽ tính được cái hệ số nền của chúng ta, lại tính hệ số nền của chúng ta, cho nó đợi lên thôi, lại hệ số nền của chúng ta. Thì sau khi có hệ số nền của chúng ta thì chúng ta sẽ mô hình như sau. Thì về cái phần mô hình của cái cống hộp thì mình cũng đã làm rất nhiều video về mô hình cống hộp rồi. Thì ở cái điểm khác của cái cống hộp liên cọc bê tông cốt thép là khi mô hình ấy, thì các bạn sẽ dán điều kiện đất nền ở được biên ở dưới đáy móng này là đây hai vị trí này, hai vị trí tại hai vị trí của cái cọc giao với cái các móng của chúng ta, giao với cái móng của chúng ta thì chúng ta sẽ gắn hai hai vị trí này là chúng ta sẽ dùng K này thì các bạn chúng ta sẽ gắn K này vào. Các bạn vào đây chọn hai cái điểm này, một điểm này, hai điểm này. Đấy, thì các bạn gắn zoom spring cho nó. Các bạn gắn hơn zoom theo phương Z của nó là đây, K là bằng 9.318, là bạn copy xong số này vào để dán K cho nó. Đấy. Còn ở các điểm khác thì các bạn đi dán hai điểm này thôi. Còn các điểm khác thì nó không, đất nền của chúng ta là đất dưới là yếu nên là không có cái phương pháp để các điểm ở giữa này mà chỉ có hai điểm. Chúng ta phải gắn spring cho hai điểm giao của cọc và móng, hai điểm này thôi. Các bạn dán K này vào. Ok, sau khi mà các bạn mô hình như mình đã hướng dẫn mô hình rất nhiều về cái cấu hộp này. Đấy, các bạn xem và các bạn tìm khác duy nhất ở K ở đây thì nó sẽ dùng hai K thì hai điểm này thôi, hai điểm và hai điểm này thôi, nó có ra với nó K chỉ là hai điểm này thôi. Đấy, các bạn mô hình cái hình dáng kích thước rồi các bạn gắn tải trọng nó vào. Đấy, bạn gắn điều kiện nền biên ở đây rồi các bạn chạy mô hình thì nó sẽ ra được cái nội lực của chúng ta. Thì nội lực bạn có lấy là một cắt 11 12 33 44 55 66 77, các bạn nhập các nội lực vào đây. Đấy. Thì với cái phần hướng dẫn mô hình thì các bạn có thể lên YouTube, bạn gọi là mô hình cống hộp đây. Đây thì mình đã rất nhiều video về cái mô hình cấu hộp đơn
thì kể cả video thì có một đôi mô hình, có một đôi hai mặt, có một bàn ăn thì mình cũng đang có video này. Bạn thấy đây, gõ có một đơn mô hình, có một đơn thì các bạn thấy đây có một một ngăn này. Vào đây thì có rất nhiều video, có rất nhiều video ở trong này. Để video trong này thì nó có sẽ có mô hình nữa đây. Đây có mô hình. Đấy, nó có rất nhiều video nói về mô hình cấu hình. Hay các bạn thì gõ, và hay gõ mô hình cấu hình thì các bạn sẽ thấy. Đấy, thì bạn nhập nội lực vào đây thì nó sẽ link sang bên này chúng ta, và chúng ta sẽ đây con số này các bạn nhập về, nó link sang chúng ta sẽ nhập, và bạn nhập về đường đến có thép là số lượng có thép này. Lưu ý là số lượng có thép này thì nó sẽ là cái số lượng của chúng ta trên một cái chiều dài tính toán của chúng ta nhé. Ví dụ chiều dài tính toán của chúng ta đây là 2 mét. Đấy, thì cái số lượng có thép của chúng ta ở đây là số lượng có thép trong cái khoảng chiều dài 2 mét đấy. Đấy, mà lưu ý nhé. Đây, 2 mét. Mà chú ý nhận đập đúng nhé. Còn đây là kích thước thì nó nhập chúng ta này. Bạn nhập vào đây kích thước cả mặt cắt 11, 2, 2, 3, 3. Bạn nhập các kích thước mặt cắt vào đây để kiểm tra chúng ta. Đấy, kiểm tra chúng ta về moment này, vừa về cắt này. Rồi thì được cắt thì có hai điều kiện này, điều kiện hai này ok thì nó bảo được cắt này. Rồi tiếp theo thì tiếp theo là về cái nứt này, kiểm tra chúng ta về nứt. Kiểm tra chúng ta về nứt. Đấy, rồi đây là theo hồi nãy mình cũng nói nhập thanh nhập các số này vào thì đây là kiểm tra về sức chịu tải của cọc. Đấy, đấy là cái view Excel mình vừa rồi mình đã giới thiệu xong, view Excel tính toán cống hộp đơn trên móng cọc bê tông cốt thép. Thì các bạn có nhu cầu tính toán kết cấu hoặc là mua file, nhu cầu về đặc tính thì có thể liên hệ cho mình qua Facebook là Phong Vũ hoặc là qua Zalo 0832 392 100. Thì mình sẽ để thông tin nhé, thông tin liên hệ ở dưới phần mô tả và bật một tin ở phần bình luận cho các bạn để các bạn có thể tiện liên lạc với mình. Ok, chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả và tràn đầy niềm vui và luôn may mắn thành công trong cuộc sống. Ok, chào tạm biệt các bạn.